Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kenaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Một đường chuyền bóng dài, giữ bóng rất tốt. Sergio Ramos, Marco Verratti rất bình tĩnh. Đường cho khe, Mbappe không được. Tôi không thể tin được cầu thủ này lại có thể bỏ qua một cơ hội ngon ăn đến như vậy. Một tình huống mà bóng đã đi không chính xác. Tuy nhiên phải nói rằng đó là một cú dứt điểm không tồi chút nào. Lionel Messi, đường cho khe, không được. Mbappe. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã đón nhận một số những cầu thủ gốc Việt trở về thi đấu như Mạc Hồng Quân hay Michel Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có thêm những cầu thủ chất lượng sẽ trở về quê hương để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Vẫn tiếp tục đi bóng. Đã có một pha phạm lỗi. Một thẻ vàng. Không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Một đường tập bóng rất nguy hiểm. Sergio Ramos. Một đường chuyền dài. Marquinhos. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Chuyền vào trong. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế về vị. Phối hợp khá đơn giản. Với các sân vận động có sức chứa lớn thì việc thi đấu dưới áp lực luôn là điều ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các cầu thủ. Chuyền vào trong. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Vâng, như vậy là các cầu thủ Paris Saint-Germain đã có bàn thắng một lần dẫn trước. Thi đấu lấn lướt và hiệu quả. Có thể nói với bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Tỷ số trận đấu là 1-0. Và có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Việc di chuyển nhanh ra hai biên và sử dụng những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyền bóng bổng tốt sẽ giúp cho việc không chiến mang lại hiệu quả tốt hơn.
đường chuyền chuẩn xác. Một đường chuyền bóng dài. Phạm lỗi rồi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Trọng khe. Xuất điểm đi. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Quả đá phạt không thể vượt qua. Chuyển vào trong, ý đồ khá tốt tuy nhiên không thành công. Messi không được. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Chuyển vào trong. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Một tình huống mà trọng tài đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tình huống việt vị rất rõ ràng. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Chuyền vào. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Cơ hội. Pha phản công. Sọc thẳng vào trung lộ. Tạt vào trong. Cơ hội đã trôi qua mất rồi. Hàng phòng thủ đã chơi quá lỏng lẻo trong những phút vừa qua. Và một lần nữa trong tình huống này họ cho thấy được sự mất tập trung của mình. Phối hợp khá đơn giản. Pha xử lý rất cầu thả. Một đường chuyền bóng dài. Cơ hội để phản công. Neymar. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Rất nhịp nhàng. Marquinhos. Rất tốt. Pha phòng ngự tỉnh táo.
một đường chuyền lên, rất nỗ lực, cơ hội. Marco Verratti. Chuyền vào. Pha dứt điểm không tốt. Việc chơi lấn lướt và tạo sức ép lên khung thành đối phương là điều rất cần thiết. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Cơ hội. Đường chuyền không tốt. Bóng đã được phát ra. Rất bình tĩnh. Marco Verratti. Tình huống nguy hiểm. Cơ hội. Lấy bóng rất đơn giản. Đường chuyền chuẩn xác. Marquinhos. Đường chuyền rất chính xác. Tình huống quá bất bình vị. Chuyền vào. Có mặt rất đúng lúc. Giữ bóng rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Chuyền bóng tốt. Marco Verratti. Không được. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chọc khe. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Cú vào lưới. Không được. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đi bóng rất tự tin. Mbappe. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Giữ bóng rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Icardi. Pha đi bóng rất quyết tâm. Dứt điểm. Cản phá rất quyết đoán. Pha dứt điểm là không đủ hiểm ốc. Thiếu chút nữa thì hàng phòng ngự phải trả giá đắt khi cầu thủ này có được khoảng trống và tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Sút xa. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.